lại là mình Sima. Tàu con bà nó hài đây. Hiện tại là Bá Lâm chưa có đi học về anh em ơi, cho nên là một mình tôi cũng như là cho anh em xem là những cái ID game mà độc lạ bình dương nhất trong game Free Fire luôn nha. Tôi nghĩ là những ID game này thề luôn là chỉ có một ở trong Free Fire thôi anh em ơi, không bao giờ mà có những cái ID game mà thứ hai luôn ấy. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cho anh em xem là ID game đầu tiên nha. Nhưng mà trước khi mà cho xem là phải vô phần là thêm bạn anh em ơi. Rồi, cái ID game đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho anh em mà thề luôn nó độc lạ bình dương vãi nồi luôn, đó là ID game là 454545 nha anh em ơi. Đây, ID game này là thuộc về một bạn của Việt Nam anh em à. Đó, tên là Tâm nha anh em ơi. Ui thề luôn, ông này mà có ID game này thề luôn đúng VIP luôn anh em ơi. Trời ơi, là cho nó đẹp kinh điển ấy. 15.189 like nè anh em ơi, và level 68 hiện tại này. Ganh này nói chung là leo cũng không có nhiều anh em ơi. Hai mùa thấy bao da là mua nha. Đấy, để xem nhạnh như nào anh em ơi. Nhạnh thì 3.26 này, cũng như là 33% tele sọt và 8.678 kill. Ok, tử chiến nha anh em ơi. 62% tỷ lệ sọt và 47.000 kill. Trời ơi, là trò chơi nhiều kinh điển nhưng mà tỷ lệ sọt còn cao nữa anh em ơi, kinh thật sự ấy. Rồi, bây giờ là một cái đi game tiếp theo nha anh em ơi. Tôi nghĩ là đi game này là kiểu cực kỳ độc lạ luôn này. 123, 123 và 123 nha anh em ơi. Đó, 3 lần nha. Ok, thì cái hàng này là có tên là Deadshot anh em ơi. Và 7.829 like này, level 58. Tôi nghĩ là hạt này là cứ một bạn nữ anh em à. Đấy, khả năng cao là sẽ như thế. Nhưng mà hạt này nằm ở server nước ngoài anh em ơi, ganh này không leo. À, theo cực mua đúng một mùa. Chắc là mình nghĩ là cái hạt này bỏ cũng khá là lâu rồi anh em ơi. Bỏ cũng mấy năm rồi đấy. Ok, nhận nha anh em ơi. Ok, 3.04 này, cũng như là 11% tele sọt và 10.946 kill anh em à. Ui, kinh đấy. Rồi, tử chiến là không chơi một trận nào luôn anh em ơi, từ xính ra luôn ấy. Cái hàng này thì nói chung là cũng đã bỏ rồi. Ui thề luôn, ID game đẹp như này mà bỏ tiếc thật sự luôn ấy. Ok, ID game tiếp theo là 1515 nha anh em ơi. Hàng này thì level 75 này và đang nằm ở server của Thái Lan nha. Đấy, tên của Thái Lan nè anh em ơi. Đây, ui tính ra là cái hàng này là VIP vãi nồi luôn anh em ơi. 30.503 like này. Đây, nói chung là ganh thì không có leo nhiều anh em ơi, chỉ mới là bạch kim thôi. Ok, thế báo da là không mua một mùa nào luôn nha anh em ơi. Đấy, rồi bây giờ xem là nhận băng này là bắn như nào anh em à. ID đẹp như này chắc là mình nghĩ là bắn ghê đấy. 2.66 nè anh em ơi, cũng như là 18% tele sọt và 19.378 kill. Ui kinh đấy. Rồi tứ chiến nha, 34% tele sọt và 33.590 kill. Oài, bạn này bắn cũng khá là ghê đấy, được của nó luôn. Rồi, ok, tiếp theo là một cái ID game phải nói là cực kỳ bá đạo luôn anh em ơi. Đó chính là 92 này và 92. Đấy, 4 lần luôn nha anh em ơi. Thề luôn, ID game này đẹp với nồi luôn. Nhưng mà cái ông này là ở Việt Nam anh em à, tạo hạt ra sau đó là không chơi, bỏ luôn anh em ơi. Trời, thề luôn, tôi mà có ID game này là tôi chơi thề luôn. Bây giờ là chắc là lên level 80 luôn đó anh em ơi. Bởi vì là ID game vừa đẹp này mà kiểu còn đầu tư nữa, hơi bị VIP luôn ấy. Ok, nhưng mà không sao anh em ơi, nói chung ông này đã bỏ game rồi. Rồi, bây giờ nói chung anh em thấy là nhện cũng không bắn được nhiều luôn ấy. Ok, đây chính là một cái ID game đến từ Việt Nam nhưng mà đã bỏ game rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ là một cái ID game phải nói là quá quen thuộc luôn anh em ơi. 8 con số 5 nha. Đó, ID game này nói chung là có rất là nhiều anh em đã biết đến rồi. Nhưng mà đã ập rồi anh em ơi, 30 ngày này. Trời ơi, thề luôn á, ID game đẹp như này nhưng mà bỏ anh em ơi. Uầy, số like phải nói là rất là kinh khủng luôn anh em mà. Nhiều vãi nồi luôn ấy. Level 55 luôn nha anh em ơi. Ganh là không leo này. Và theo như mà tôi được biết là cái ông này thề luôn ngày xưa là phải nói bá đạo ở chỗ là thẻ vô cực á anh em. Là lúc nào cũng mua 55 anh em ơi. Nhưng mà mãi vì sao bỏ game cho nên là thẻ bó da là không có cày nữa anh em ơi. Bây giờ chỉ mới level 1, level 2 thôi. Chắc là ông này là kiểu bỏ game luôn rồi anh em ơi, chứ không có quay trở lại game ấy. Ok, bây giờ xem nhận là ông này bắn như nào nha. À, nhận nó là 0.69. Uầy, ID game đẹp với chữ nhưng mà bắn hơi gà anh em ơi. Vãi nồi, 23% tới lê sọt và 72 kill này. Ok, tử chiến nha anh em ơi. 50% tới lê sọt và chỉ được nó là 4 kill thôi anh em ơi. Nói chung là ông này cũng chơi game cũng không được nhiều ấy. Rồi, bây giờ là một cái ID game nữa, chính là 1 đến 8 anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đây, ID game nào bầu giờ trước này. Ui, vẫn còn chơi nè anh em ơi. Level 65 này. Á đù, được tới nhờ. Nhưng mà anh em thấy là số like này thề luôn, kinh khủng vãi nồi luôn ấy. Tôi nghĩ là khả năng cao là số like này là nhiều anh em biết đến rồi, cho nên là giàu cũng như là kiểu xem mấy bản like cho ông này anh em ơi. Ui, thấy báo giá là chỉ có 2 mùa không mua thôi, còn lại là mua hết luôn anh em ơi. Khá chi là VIP luôn. Ok, bây giờ là nhảnh nha, xem là bắn như nào nha.
5.29 cho ông này bắn ghê vãi nội anh em ơi. Cũng như là 9% tỷ lệ sọt này 8.317 kill anh em ơi, và 10% tỷ lệ sọt và 4.211 kill tứ chiến nha. Ok, tiếp theo là một cái đi game phải nói là độc nhất vô nhị luôn anh em ơi. Cái hạt lần đầu tiên mà tạo trong tựa game FIFA này luôn nha. Đấy, 1 này, 0, 0 này, 0 này, đấy, 0, 0 nữa nè anh em ơi. Và tiếp tục là 0 này và cuối cùng là một con số 1 nha. Đây, ID game này là lần đầu tiên tạo trong FIFA luôn anh em ơi. Tức là game mới ra tạo luôn ấy. Ui, có ký tự chữ V anh em ơi. Tôi đoán là khả năng cao bằng này, một là game thủ chuyên nghiệp này, hai là nhân viên của Ghana anh em ơi mới có ký tự chữ V này. Nhưng mà số like thề luôn kinh khủng vãi nồi luôn anh em ơi, nhiều kinh điển luôn ấy. Nhưng mà tôi thấy là thẻ bao da bằng này chắc có lẽ là full rồi anh em ơi. Đây, chính xác luôn anh em ơi, full thẻ bao da luôn nha. Ok, thì bằng này có để là cái ID game, ID TikTok anh em ở phần tiêu sử anh em có thể là tìm nha. 2.11 nè anh em ơi, cũng như là 17% tele sọt và 1920 kill này. Rồi bây giờ là phần tử chiến nha anh em ơi. Thì bạn này bắn là có 21% tele sọt và 6870 kill anh em à. Nói chung là bạn này bắn cũng không được gọi là VIP pro mấy anh em ơi. Nhưng mà không sao, ID game của bạn đẹp là bạn là tất cả, trời ơi chứ còn gì nữa. Rồi, cái ID game tiếp theo là 8 con số 1 nha. Đây, bỏ game cũng khá lâu rồi anh em ơi, 30 ngày trước. Ôi vãi nồi, hình như là theo nhưng mà tôi nhớ không nhầm là cái ID game này kiểu như là bỏ game lâu quá, hình như là Ghana xóa khỏi server luôn anh em ơi. Tôi nghĩ là như thế ấy, tại vì anh em thấy là xem không được ấy. Rồi bây giờ thì ID game tiếp theo nha anh em ơi, chính là cái ID game là 8 con số 2 đó, trời ơi là trời kinh điển luôn anh em ơi. Nhưng mà up 30 ngày trước này chắc mình nghĩ up lâu đó anh em ơi. Đây, level 14 này, ui số like kinh khủng vãi nồi luôn nè anh em ơi. Hình như là cái ID game mạc này là thuộc về Việt Nam hay sao ấy. Tại vì tên là gì Lục Hân Nam gì nè anh em à. Rồi, nói chung là nhận cũng không được hay lắm anh em ơi, 17 chặn được có 15 kill thôi. Rồi, bây giờ thì một cái ID game tiếp theo nha anh em ơi. Và cũng kế cạnh luôn chính là ID game là có 8 con số 3 nha. Đó, VIP Pro luôn anh em ơi. Thì cái ID game này thuộc về một người Trung Quốc nha anh em ơi. Đó, thề luôn, nhưng mà level 6 thôi anh em ơi. Số like 140.000 này. Nhưng mà ID game đẹp như này mà tại sao họ không chơi ta? Thề luôn vãi nồi, cực kỳ tiếc luôn ấy. Tôi mà có ID game mà VIP như này thề luôn đem bán đấu giá luôn anh em ơi. Đấy, cho nó gọi là đỉnh cao luôn ấy. Ok, nói chung thì bạn này không có chơi nhiều anh em à, cũng bình thường thôi. Ok, bây giờ là một cái ID game mà gọi là cuối cùng mà cũng như là VIP nhất luôn anh em ơi. Là cái ID game có số là 1000000 và con số 2 cuối cùng nha. Đó, kế cận với lại là con số 1 mà ID game tạo đời đầu luôn anh em ơi. Đây, thì theo như mà tôi được biết á, đây chính là cái ID game ạc của chủ tịch của Ghana anh em ơi. Nhưng mà chủ tịch bên một cái server FIFA nào đó đó anh em à, đấy server nước ngoài nào đó mà mình cũng không biết ấy. Nhưng mà số like nói chung khá là kinh khủng luôn, tên là Chờ Rono vậy anh em ơi, level 19 này. Nói chung thẻ bao da là mua được một mùa này, thẻ vô cực thì lúc nào cũng mua nhưng mà không cày anh em ơi. Chắc mình nghĩ là ông này chủ tịch tới cho nên là lúc nào mà có thẻ bao da này kia cấp vô chả được anh em. Nhưng mà tại kiểu như là không chơi anh em ơi, chắc mình nghĩ là tạo ra để test game kiểu ấy. Ok, nói chung thì ID game mặt này nói chung quá VIP rồi anh em ơi. Thề luôn tôi mà có một cái hạt như này là quá đỉnh cao nữa chứ còn gì nữa. Rồi, cuối cùng là mình đã cho anh em xem là tất tần tật những ID game mà mình biết ở trong game FIFA này anh em ơi. Nhưng mà anh em thấy là những ID game này mà độc lạ bình dương á, đừng quên là cho tôi xin một like cũng như là đăng ký kênh ở kênh Bé Lâm Gaming này nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình dừng video đây nha. Ok, bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở video sau.